Rồi bây giờ đây là cái trang web của trường Đại học Hoa Sen. Giả sử như tôi muốn thiết kế đấy, trong thiết kế cái này quan trọng này. Đấy, cái một cái trang thì cái bài thơ của tôi như thế này này. Giờ tôi muốn nó là cái màu là chính xác cái màu vàng nhạt như này. Đấy, thì trong cái video trước chúng ta có thể là chúng ta nhìn bằng mắt nhưng mà nó không thể nào mà nó giống y chang được. Cho nên là mình phải dùng một cái công nghệ khác, tức là mình dùng cái bút chấm màu để mình xác định được cái mã màu. Đấy, thì đối với những người chuyên nghiệp thì chắc chắn là có nhiều công cụ. Đấy, nhưng mà ở đây đó thì tôi mách các thầy cô một cái website đó. Đây này cái trang tập này cho đỡ rối. Đấy, các thầy cô lên mạng tìm sẽ được nhiều lắm. Nhưng mà thôi ở đây tôi có một cái trang nó có tên là Image Color Picker, tức là mình up ảnh lên và mình chỉ vào đâu á. Đây này, thí dụ như màu này nó mã nó là gì. Đấy, đây này đó, các thầy cô thấy không? Bấm vào cái là nó ra được cái mã màu. Cái này màu này xem mã nó là cái gì. Bấm vào cái là mình có được cái mã màu. Đấy, thế thì bây giờ tôi sẽ chụp ảnh cái khu vực này của website trường và tôi up lên trên cái trang đấy. Và nào, thôi là nhiều đây là cũng đủ sử dụng rồi. Ok, đó. Xong rồi thì mình phải mở WinWork lên để mình xây lại thành cái ảnh nha. Đây, tôi gắn cái này ra. Đây là mẹo thôi nha. Tức là muốn lấy ảnh ở chỗ nào đấy nha anh. Thì tất nhiên mình có thể chụp màn hình, tôi cứ chụp ra guộc xong rồi tôi xây lại thành ảnh thôi. Đó, picture one PNG. Rồi đóng lại. Rồi phải cần lưu. Và bây giờ đây này, cái chỗ trang web này tôi bắt đầu tôi phóng lớn để xem cái nút quảng cáo gì quá trời. Đây rồi, user image. Đây, để coi. Rồi, sau đó browse. Đây, chính là tấm ảnh của chúng ta. Rồi, ok, ảnh của tôi lên rồi. Bây giờ tôi mới bắt đầu tôi rà chuột ở đây. Đây, tôi bấm pop. À, thì mã màu nó là FCE6 hay FEFCE6. Ok. Từ ở đây nó có nút để mình copy này đó. Đấy, chắc cái mã màu. Và bây giờ nếu như mà tôi quay vào đây này, cái background color này. Nhớ nha, các thầy cô chỉ sai một ký tự thôi là nó cũng tiêu luôn đó. Nó làm là nó có. Rồi, save thì bây giờ quá bấm refresh chứ nhỉ. Đó thì giờ tôi dám cã luôn đó là hai cái màu này nó giống nhau, không giống sao được, nó cùng mã màu. Như vậy á là tôi đã chỉ cho các thầy các cô một công cụ tuyệt vời đó nè. Đấy, muốn tìm màu nào có cái phần nào đấy, các thầy cô lấy máy ảnh, các thầy cô chụp xong rồi đưa cái tấm ảnh lên trên internet, nó phân tích cái mã màu cho các thầy các cô. Rồi như vậy là xong được cái vụ là về màu sắc đó nè. Bắt đầu chúng ta chuẩn bị xử lý cái vụ là hình ảnh, ảnh và âm thanh và những cái thứ linh tinh khác.